Chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện nhé. Hôm nay sẽ thanh lý một cái khung scooter này. Đấy. Giảm sóc này. Khung này. Tay lái này. Cổ gập này. Tay ga có ổ khóa báo điện 24V nhé. Thằng này vẫn hoạt động đấy các bạn ạ. Nhưng mà cái chìa khóa nó mất rồi, mình sẽ cho các bạn thêm một cái ổ khóa nữa để thay thế. Nó vẫn hoạt động nhé. Cổ gập này. Chạy vẫn bon tít luôn. Cái này thích hợp cho các bạn làm những cái bánh xe có đường kính từ 35cm trở xuống nhé. Từ 325 đến 35 là đều dùng cho cái bộ khung càng này được. Chiều cao khi chưa lắp bánh đến ghi đông của nó là 75cm. Các bạn có thể điều chỉnh cái khung tùy ý. Cái khung này rất khỏe, ngày xưa mình đã chạy một lần rồi đấy. Thì các bạn thích nâng khung hay nâng gầm thì chỉ cần thu cái khoảng trên là xong thôi. Nói chung vẫn hoạt động bình thường. Cái phần chiều dài xe là chiều dài tính từ đầu đến cuối là 1m. Đấy. Đây, cổ vẫn xoay tít luôn này. Đấy, rất là nhẹ. Cái này mình mới dựng nên chạy được vài bữa rồi vứt ở trong kho thôi. Đấy, sau là khách mua động cơ với lại mua bánh xe cho nên là mình bỏ ra thôi. Phuộc có giảm sóc các bạn nhé. Cái vỏ cao su bọc chỗ này nó bị rách mất rồi. Chỉ còn một bên thôi, vẫn nhún bình thường. Bạn nào mua hàng thì liên hệ trực tiếp với bên mình nhé. Cái này chỉ có một chiếc thôi.